Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 91 năm xây dựng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bước vào tháng thanh niên năm nay với chủ đề Tuổi trẻ Công an Bến Tre xung kích, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng Bến Tre xanh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tinh thần tình nguyện hướng về cộng đồng cho lực lượng đoàn viên thanh niên. Năm 2022, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do đặc thù địa bàn có nhiều kênh rạch, hệ thống thủy lợi nội đồng chằng chịt để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nên đến nay giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí xã chưa hoàn thành. Chia sẻ khó khăn với địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí 160 triệu đồng để xây một cầu bê tông bắc qua kênh láng Dìa Xề, ấp Mỹ Trung theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn mới. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thành sau 2 tháng khởi công xây dựng, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tuyến giao thông liên ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân. Đây là một cái công trình để nối liền cái tuyến đường DA06 nhằm góp sức cho địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới, để tạo điều kiện cho bà con vận chuyển hàng hóa, hạn chế về chi phí, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho con em học sinh ở vùng sâu vùng xa đến trường được đi bằng đường bộ. Ngoài bàn giao kinh phí xây dựng cầu, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã tặng 20 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm do đoàn viên thanh niên đóng góp kinh phí, tự tay gói ghém gửi đến bà con. Với tinh thần này, hầu hết các cơ sở đoàn tại công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đều tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Món quà tuy không mang nhiều giá trị vật chất nhưng là tình cảm, sự chia sẻ của tuổi trẻ công an Bến Tre trong bối cảnh dịch bệnh, hạn mặn tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. Nằm trong các hoạt động của tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng lời phát động, từ lúc sáng sớm của buổi hiến máu, rất đông cán bộ đoàn viên đã có mặt sẵn sàng thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Với thông điệp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chương trình hiến máu lần này đã thu hút được 136 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận được chuyển về ngân hàng máu của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, góp phần cứu chữa cho những người cần truyền máu. Cái phong trào hiến máu tình nguyện á, nó đang dần đã và đang dần lan tỏa trong khắp xã hội. Thì nhân đây thì trong cái chương trình này thì em muốn bằng cái thông điệp là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thì em muốn mỗi người chúng ta, ai mà chưa hiến máu á, thì sẽ thử hiến máu một lần, còn ai mà hiến máu được nhiều lần rồi á, thì sẽ tiếp tục hiến máu để mà dùng cái giọt máu của mình để kéo dài sự sống của người khác. Song song đó, để khơi dậy lòng tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong mỗi cán bộ đoàn viên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống kết hợp giữa sinh hoạt chính trị với tham quan thực tế những địa chỉ đỏ, địa danh lịch sử trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động gắn với chủ đề tháng 3 biên giới với mục đích tăng cường gắn kết giữa đoàn viên thanh niên công an và bộ đội biên phòng, phối hợp triển khai một số phần việc góp phần củng cố an ninh biên giới biển, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên về vấn đề chủ quyền biển đảo, tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình Hãy làm sạch biển tại bãi biển Thừa Đức, huyện Bình Đại. Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, sáng tạo của thanh niên công an trong tham gia thực hiện các công trình phần việc thanh niên, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thực hiện lời dạy của Bác, tuổi trẻ công an Bến Tre hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình trong công tác chiến đấu, vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.